cắm đi. Ok, ok. Hôm nay thì Tinh rất là vui, bởi vì ngoài cái cảm xúc khi mà đã lâu lắm rồi mới có một cái event lớn ở ngày trung tâm này được diễn ra ngay tại mình, và vui là bởi vì mình được gặp lại tất cả các anh chị và sinh viên trong showbiz của mình. Vui là bởi vì ngành thời trang của chúng ta cũng như là thị trường thời trang Việt Nam đã ngày càng có thêm được tiếng nói cũng như là sức ảnh hưởng đối với khu vực. Và vì đây ngày hôm nay mọi người có thể thấy là tất cả mặc đồ rất 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 là đẹp, rất là lộng lẫy, cho nên Tinh tin chắc ở đây là một trong những cái show thời trang lớn nhất, hoành tráng nhất và ấn tượng nhất của năm 2022. Hôm nay thì Tinh đang mặc một bộ sưu tập và một chiếc váy đến từ một sưu tập của Gucci với cái chủ đề là Cindy. Thì ngày hôm nay thì sẽ mang một phong cách nó khá là Hollywood, nó khá là cine một chút xíu, đúng nghĩa là cái tên luôn. Và Tinh cũng có một siêu điểm suýt bằng cái phụ kiện là chăm chút cho các le với các bạn. Hy vọng các em đến cho những cái đàn ông tốt nhất có thể, đưa thẻ cho các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
camera quay ở sau.